Chào các bác nhá. Clip trước tôi đã đăng tải về cái bộ quần áo ngụy trang màu rèn di đốm, rèn di đốm mẫu kaki nhé. Đấy, cái rèn đốm mẫu mới, mẫu kaki, cái mẫu mà không có mũ ở phía sau nhé. Đấy, trên kênh của shop thì cũng có đăng tải một cái bộ đó là rèn di đốm, nhưng mà nó có mũ ở phía sau, bộ đấy là 400, thế còn bộ này là 350, không có mũ ở phía sau nhé. Đấy, các bác mua hàng các bác mua đồng phân biệt kỹ giúp tôi. Thì bây giờ các bác xem kỹ là tôi giới thiệu cho các bác để các bác nắm được cái bộ quần áo như thế nào nhé. Như tôi đang mặc đây, là mặc size số 3. Đấy, em quay gần này các bác, quan sát nhé. Túi ngực này, có khóa kéo. À, túi ngực có khóa kéo này. Đây là tôi giới thiệu vào cái áo nhé. Túi ngực có khóa kéo này. À, tem mác USA này, hai bên ngực đều có túi, túi chéo này, hai bên là túi chéo nhé, à, ống tay là hình thức kiểu cúc bấm như này, nhưng mà thường thường các bác muốn dễ chịu thì các bác sẽ sắn nó lên để cho nó dễ chịu hơn. Tôi thì cũng hay mặc sắn, tôi cũng ít khi đóng cúc lắm nhé. Đấy. Màu thì các bác xem thực tế đây, màu như này nhé, màu dần đi đốm, ngụy trang rất là tốt, phong cách rất là đẹp. À, áo này có cầu vai nhé các bác nhé, cầu vai bên phải này, còn bên trái này cũng có cầu vai luôn, và có thêm một cái mác nữa, mác hình đại bàng nữa nhá, mác hình đại bàng phía bên trái. Cái đây là cái áo, áo này là theo kiểu kéo khóa các bác nhé, và có cái ốc, có cái cúc gọi là cúc bấm che cái đường khóa mình lại, đây kéo khóa này, rồi áo theo kiểu hình thức kéo khóa nhé các bác nhé. Rồi, tiếp theo, và các bác quan sát kỹ giúp tôi này, đây là mặt trong nhé, mặt trong màu nó sẽ khác. Đấy, mặt ngoài màu sẽ khác. Và cái bộ này thì nó là cái chất liệu vải, là chất liệu vải bình thường thôi, không phải chất liệu vải xịn đâu, nhưng mà cũng rất là dày, rất là chắc chắn, không bị sổ lông. Và cái đường may này cũng rất là đẹp, đường may đẹp, tinh tế, kỹ càng. Đấy, nhìn rất là sắc nét nhé. Đấy, từng đường kim mũi chỉ cũng rất là cẩn thận. Hàng này là hàng công nghiệp. Đây, tiếp theo là cái quần. Cái quần này thì là tôi đang thắt nịt lưng, tại vì cái quần này nó là quần mới, thì cái cúc này các bác phải dạch thêm ra một chút, dạch cái khuy ra một chút là các bác đóng được, thì tôi chưa dạch thì tôi phải thắt dây lưng nhá, có cái dây con nịt để cho các bác con đỉ ấy, đây này, để các bác thắt dây lưng này, thắt dây nịt đóng cúc nhá, cái kiểu này kiểu đóng cúc này. Túi quần thì hai bên là có hai túi chéo như này, túi nổi, túi ốp may phía ngoài này, phía trong là cái quần, bãi ngoài ốp vào thành cái túi, và chỉ có hai bên nhé, hai túi. Thế còn ngoài ra là phía sau mông này, là mình sẽ không có túi nhé, phía sau mông là sẽ không có túi. Đấy. Và phía đùi gối, phía sau mông là không có túi, đấy, không có túi. À, phía đùi gối này cũng không có túi nhé. Thế tiếp theo cái ống quần. Ống quần thì nó thiết kế cho mình là cả cái đai và cúc để tạo cái điểm nhấn, tạo ra phong cách nha các bác nhé. Các bác mà không muốn mặc ống suông ấy thì các bác đóng vào cúc này, và những cái đường khuy này thì các bác phải rạch thêm ra nó mới vừa nhé. Còn các bác nào mà muốn thu ống nhỏ lại thì các bác đóng sang cúc dưới này, thì ống quần mình sẽ được thu nhỏ lại nhé, Đối với cái bộ này, màu thực tế các bác nhìn thấy rồi. Các bác mà mặc kết hợp với đôi giày cao cổ hoặc là đôi giày thấp cổ với cái mẫu mới mà shop mới nhập được ấy, màu cũng là màu rèn di đốm luôn, thì cực kỳ là đẹp luôn, rất là đồng bộ luôn các bác nha. Đấy. Thì bây giờ các bác đã xem kỹ bài video, thấy được cái chất liệu vải này, thấy được đường may, đường kim mũi chỉ của nó rất là đẹp rồi. Chất liệu vải là bình thường, giá tiền là 350 một bộ. Các bác đưa ra quyết định mua hàng thì các bác vui lòng alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé, và cho shop xin thông tin về số đo, chiều cao và cân nặng, thì shop sẽ cân đối và lựa chọn cái bộ phù hợp, chọn cái size số phù hợp cho các bác. Size số thì nó có size số 2, size số 3 và size số 4. Như tôi đang mặc đây là mặc size số 3. Thì các bác cứ cho biết chiều cao và cân nặng đi, tôi sẽ lựa cho các bác, shop sẽ lựa cho các bác cái bộ phù hợp nhất. Hàng ship COD đi toàn quốc nhá, Rồi, cảm ơn các bác, mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop. Các bác nào mới truy cập kênh, vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh ủng hộ kênh. Còn các bác còn muốn xem nhiều cái mẫu quần áo ngụy trang hơn,
thì các bác truy cập thẳng vào kênh shop Tân Ánh và các bác bấm vào danh sách phát nhé. À, tìm đến danh sách phát là các mẫu quần áo ngụy trang thì là các bác sẽ theo dõi được rất nhiều mẫu quần áo ngụy trang mà shop đang đăng tải nhé. Thế đây là cái bộ mà trên thực tế tôi đang mặc vừa giới thiệu với các bác. Đây các bác xem kỹ lại một lần nữa cho tôi nhá. Đây là màu này, màu này, à, mặt sau lưng nhá, rèn di đốm xanh, đốm đen, đốm nâu, đấy, đốm vuông. Đây là phía trước này, áo phía trước này, hai bên là túi áo này có kéo khóa và có cúc bấm để che cái nẹp khóa này, đấy nhá. Đây, cổ bẻ có cầu vai, có cầu vai, hai bên có cầu vai, mác là USA này. Đấy. Và phía bên trái có thêm một cái mác hình đầu đại bàng. Đây nhá. Đây các bác quan sát kỹ giúp tôi. Rồi mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại trên màn hình nhá. Rồi chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau.